Theo chủ vườn, cây sầu riêng đã có từ thời ông nội mình, gọi là cổ thụ vì cây cao đến 27m, bề hoành 2m2, còn tán lá thì rộng khoảng 10m. Dù già cỗi nhưng cây vẫn đơm bông kết trái đều đều, trung bình mỗi năm cây cho khoảng 30 trái, có khi lên đến 60-70 trái. Theo một số người mà có chuyên môn ở Ngũ Hiệp lên, thì nó cây này cũng không giống cái hổ qua với tôi. Với tôi thì có hổ qua xanh, hổ qua móc thôi, nhưng thằng này nó cũng không nằm trong cái khoảng hổ qua xanh, hổ móc, nó nằm giữa cái hàng đó. Mà cái chất lượng nó lại là giống thằng đi sáo. Do độc lạ nên nhiều người đã tìm đến vườn để tận mắt chiêm ngưỡng cây sầu riêng hiếm thấy. Càng thích thú hơn khi được chủ vườn mời nếm thử hương vị thơm ngon béo ngọt của sầu riêng trăm tuổi. Lần đầu tôi mới thấy cây sầu riêng này quá khủng, bất ngờ ngạc nhiên thiệt. Tôi đi nhiều chỗ rồi chưa có chứng kiến thấy cây sầu riêng như chất lượng như gì. Lần đầu tiên mới thấy cây sầu riêng này đó. Mà theo thầy thấy là cả 100 năm rồi đó. Tại vì thích quá em lại mua cây giống về trồng. Một lần là nghe cô chú nói là ở dưới đây có một cây sầu riêng cổ thụ khoảng cả 100 năm tuổi nên con xuống đây. Hồi nãy con có ôm thử là cái kích cỡ nó bự với lại là khoảng 2 người ôm mới hết á. Hiện tại mình cũng chưa có cách nào những giống hay hơn là ương hạt, tức là năm nay mình ăn tất cả trái sầu riêng này và bà con ăn thì mình đều xin lại hạt hết để dành hạt gom lại và ương. Để duy trì và bảo tồn nguồn gen quý hiếm, ông Thống luôn chăm sóc kỹ cho cây sầu riêng cổ thụ. Với chủ vườn, đây có thể là điểm dừng chân dành cho khách tham quan khi đến Cù Lao Tân Lộc. Xa hơn nữa là mong muốn cây sầu riêng trăm tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam.